giờ ngày hôm qua 24 tháng 4, sau một ngày hành quân vượt qua chặng đường gần 500 km, các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã hội quân đông đủ, an toàn tuyệt đối tại thành phố Điện Biên Phủ trong sự đón chào hân hoan của nhân dân tỉnh Điện Biên. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy cuộc hành quân. Thực hiện mệnh lệnh hành quân, từ rạng sáng ngày 24 tháng 4, các lực lượng từ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia khu vực 4, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Trường sĩ quan chính trị, Trường sĩ quan đặc công đã lần lượt xuất phát theo kế hoạch để tiến về Điện Biên trong khí thế hào hùng, được trở về với mảnh đất lịch sử, nơi làm nên một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm. Tổ chức cuộc hành quân với quãng đường xa, thời gian dài, phương tiện, vật chất, con người, xe máy lớn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình đèo núi hiểm trở. Nhưng do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, quá trình hành quân, các lực lượng đã giữ đúng cự ly, tốc độ, đặc biệt là bố trí các cái trạm dừng nghỉ hợp lý, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình hành quân, công tác tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng kiểm soát quân sự và công an được phối hợp chặt chẽ, khoa học, nhất là trong công tác điều phối an toàn các phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi đã tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự chỉ đường và hiệp đồng với công an giao thông để tổ chức dẫn đường cho các đoàn. Trong đội hình hành quân lên Điện Biên, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã ý thức rất cao nhiệm vụ của mình. Từ người chỉ huy cao nhất của đoàn hành quân đến đội ngũ nhân viên phục vụ đều xác định đây là dịp cống hiến phục vụ vì nhiệm vụ trọng đại. Cục tác chiến đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát tuyến đường cơ động, chọn các vị trí dừng nghỉ để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội cũng như kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình cơ động. Trong quá trình cơ động thì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương dọc đường hành quân. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các lực lượng hành quân cơ động cả ban ngày và ban đêm, tuy khó khăn vất vả, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ trong đoàn hành quân đều xác định quyết tâm cao đến đích an toàn. Sau một thời gian luyện tập tại trường sĩ quan chính trị, hiện tại chúng tôi đã hành quân đến thành phố Điện Biên Phủ bảo đảm an toàn. Thì qua những cung chặng hành quân, chúng tôi đã đi qua những địa danh mà cha ông chúng ta đã từng đi qua trong 70 năm trở về trước, như đèo Pha Đin, dốc Lũng Lô, đèo Tàng Quái. Bản thân tôi cũng như các ông chí tham gia diễu binh cảm giác rất tự hào và vinh dự. Từ đó chúng tôi rất quyết tâm và chắc chắn rằng sẽ thực hiện rèn luyện, tổ chức luyện tập tốt nhất để bảo đảm cho đại lễ diễu binh 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong điều kiện cơ động lực lượng trên nhiều địa hình phức tạp, đường xá xa xôi, cách xa vị trí đóng quân của đơn vị. Tuy nhiên, đây là một trách nhiệm chính trị rất lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã đồng tâm, hiệp lực, xây dựng quyết tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hành quân cơ động cho các lực lượng khối diễu binh diễu hành theo đúng thời gian kế hoạch, đồng thời sớm ổn định nơi ăn ở, khu vực tập luyện, giúp cán bộ chiến sĩ thêm quyết tâm bước vào luyện tập giai đoạn tiếp theo, sẵn sàng cho lễ diễu binh diễu hành diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Trong quá trình hành quân tới Điện Biên, khi đoàn đi qua các địa phương đều nhận được sự đón tiếp ấm tình quân dân của chính quyền và nhân dân. Tại Sơn La, đoàn hành quân nghỉ ngắn tại huyện Vân Hồ, hạ trại tiếp nhiên liệu, ăn trưa tại sân bay Nà Sản, trung đoàn 754, huyện Mai Sơn và nghỉ ngắn tại huyện Thuận Châu. Tại các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh Sơn La, chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên, giáo viên cùng tiếp đón, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ các điều kiện hậu cần. Sự nhiệt tình mến khách của nhân dân dọc tuyến đường hành quân và lực lượng phục vụ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cán bộ chiến sĩ hành quân. Trước tiên thì cảm nhận được cái thiên nhiên ở đây rất là hùng vĩ, xung quanh đồi núi. Rồi cái thứ hai là con người ở đây thì rất thân thiện. Đấy, biểu hiện là ngay khi tôi đi trên đường ấy, thì các ông, các bà, các cô, các chú, rồi anh chị em rồi chào đón rất là nồng nhiệt. Đấy, biểu hiện là vẫy chào, rồi là khi chúng tôi dừng nghỉ ấy, thì
người dân địa phương đã mang quà bánh rồi là các loại hoa cả đến để tặng chúng tôi. Tại các điểm nghỉ của tỉnh Điện Biên, hoa quả, nước uống, bánh kẹo hay rất nhiều nhu yếu phẩm khác đã được nhân dân ven đường hành quân mến tặng các anh bộ đội Cụ Hồ. Để chia sẻ với lực lượng hành quân, nhiều người dân cũng đã nhường nhà của mình để làm địa điểm dừng chân cho bộ đội. Đó là tình cảm nồng nhiệt của bà con cùng chính quyền địa phương được gửi gắm sẻ chia với các lực lượng trên suốt dọc đường hành quân. Chúng tôi đã tổ chức các cái chốt chỉ huy và dựng các cái trạm để phục vụ cái lực lượng dừng nghỉ tại địa bàn huyện và tổ chức cho nhân dân có một khí thế chào đón các chiến sĩ để thể hiện cái tình cảm của người Điện Biên đối với các chiến sĩ về tới Điện Biên Phủ anh hùng, để cho cái tinh thần của ngày chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu càng thêm hào hùng hơn. Song song với việc đón tiếp chu đáo các đoàn hành quân qua địa bàn, các địa phương cũng đang làm tốt công tác phối hợp chuẩn bị để tiếp đoàn hành quân trở về sau lễ kỷ niệm. Ngay sau khi hành quân an toàn tuyệt đối tới Điện Biên Phủ, các cơ quan đơn vị đã nhanh chóng bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt hậu cần cho các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh diễu hành giai đoạn tiếp theo. Hành quân với quãng đường xa, thời gian dài, nhưng Nguyễn Hoàng Phương Nhi vẫn rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng. Niềm vinh dự lớn nhất của Phương Nhi là được cùng các đồng đội tham gia luyện tập trong khối nữ du kích miền Nam phục vụ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới đây. Từ khi hành quân ra Điện Biên thì tụi em cũng có chút mệt, nhưng mà được sự quan tâm của các chỉ huy các cấp và bố trí nơi ăn ở chu đáo thì tụi em cũng yên tâm và để chuẩn bị cho những đợt huấn luyện tiếp theo thật là tốt. Ngay khi hành quân đến thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, các cơ quan đơn vị đã chủ động tiếp nhận cơ sở vật chất, doanh trại và nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm hậu cần, bữa ăn cho lực lượng luyện tập một cách chu đáo nhất. Tính đến nay, hiện nay thì cơ bản là nhà ăn, nhà bếp và cơ sở vật chất doanh trại đã bảo đảm tương đối đầy đủ cho khối nữ du kích miền Nam. Thì hiện nay cả cơ quan tiếp tục là chủ động liên hệ các cái cơ sở uy tín để cung cấp lương thực thực phẩm, bảo đảm ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho cái lực lượng nữ du kích miền Nam tham gia luyện tập, tập luyện trong cái giai đoạn tiếp theo, bảo đảm là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệt độ ở Điện Biên những ngày này liên tục tăng cao. Để giúp cán bộ chiến sĩ có những bữa ăn ngon và duy trì được một nền tảng thể lực tốt, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, lực lượng nuôi quân các đơn vị đã thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, làm tốt công tác bảo quản để lương thực thực phẩm luôn tươi ngon. Để đảm bảo tốt cái công tác nuôi quân thì anh em chúng tôi đã thường xuyên là thức khuya dậy sớm, lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống, dễ bảo quản và chế biến với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Và đặc biệt ngoài cái chế độ tiêu chuẩn theo định lượng của bộ đội thì với thời tiết mùa hè nắng nóng như thế này thì chúng tôi thường xuyên bổ sung thêm rau xanh canh mát cho bộ đội. Với những đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 được giao nhiệm vụ đón tiếp các đoàn đến, đơn vị đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị một cách chu đáo, bảo đảm đầy đủ nơi ăn nghỉ, sinh hoạt và thao trường tập luyện của các lực lượng tham gia khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị các mặt, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ tham gia luyện tập diễu duyệt binh, thì trung đoàn đã tích cực trong công tác củng cố cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất cũng như là bảo đảm cái nguồn lương thực thực phẩm cho các lực lượng đến. Bên cạnh việc bảo đảm ổn định nơi ăn ở sinh hoạt để bộ đội có một sức khỏe tốt, ngay từ sáng sớm hôm nay, các lực lượng trong khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã chủ động, nhanh chóng tích cực bước vào tập luyện các nội dung. Ngày hôm qua thì cơ động lên đến mảnh đất Điện Biên Phủ được sự đón tiếp nồng nhiệt của cấp ủy chính quyền địa phương, tinh thần nỗ lực quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ lúc này là trong cái quá trình luyện tập phải xác định
tốt theo đúng cái nội dung mà kế hoạch rồi cái chương trình luyện tập đã đề ra. Đồng thời đặt cái tiêu chí khi mà diễu hành diễu binh này phải trang trọng, bảo đảm chính quy theo đúng nghi lễ và hướng dẫn của cấp trên. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được tham gia khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là khối chiến sĩ Điện Biên, tái hiện là hình ảnh anh dũng của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bản thân tôi và các đồng chí trong hàng rất là quyết tâm luyện tập để tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của diễu binh diễu hành. Hôm nay tại tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban sở chỉ huy phía trước phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng theo kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh cho đến nay lực lượng diễu binh diễu hành đã hành quân đến nơi bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó thường xuyên rà soát, điều chỉnh các phương án, kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ và chặt chẽ, hợp lý, khoa học, kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu cho phù hợp với điều kiện thực tế, thường xuyên nắm chắc tình hình và làm tốt công tác báo cáo.